Bây giờ chúng ta hãy đi vào cái phần mà cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới Luna đi Tại vì đây là một cái thông tin mà nhiều bạn rất là muốn biết hiện bây giờ Thì bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái tài liệu khắp nơi đó Thường sẽ cố gắng trong video này để mà tóm tắt lại những gì xảy ra từ ngày hôm qua tới bây giờ Chúng ta sẽ bắt đầu đi Thì chúng ta thấy được là đây là cái tài liệu được chia sẻ hồi sáng này bởi quỹ Luna Foundation Guide Thì cái quỹ này là cái quỹ mà lưu trữ tiền cho Luna nếu mà muốn biết chuyện đã xảy ra họ còn bao nhiêu tiền nên thì không ai có thể khác hơn là quỹ này có thể cho các bạn biết là họ còn bao nhiêu. Thì họ nói là từ cái thứ bảy đó, ngày 7 tây tháng 5, có nghĩa là chúng ta cách đây là khoảng chừng 9 ngày trước đây đó thì cái quỹ Luna Foundation này đang giữ tổng cộng là chúng ta thấy trên màn hình là 80.394 Bitcoin, 39.914 BNB,

Luna Foundation Gold ngày 7 tây tháng 5 trước khi mà có cái sự kiện xảy ra. Sau đó đó thì chúng ta thấy được là cái sự kiện xảy ra là bắt đầu đồng USDT mất giá 1 đô la ngày 8 tây tháng 5. Đó là cái ngày đầu tiên chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra. Chúng ta đã thấy được là ngay ngày hôm đó đó chúng ta đã có cái dấu hiệu là Luna Foundation Gold đã phải bán đi 26 triệu 281 671 USDT và cái số lượng 23 triệu 555 590 USDC như là họ bán hết cái số lượng USDT và USDC để làm gì để cho họ đổi qua đồng USDT để mà hỗ trợ giá của đồng USDT thời điểm đó thì đã bắt đầu mất đi một đô la rồi cái đó là họ lại gửi tổng cộng là 52.189 đồng BTC các bạn đã nhớ họ có khoảng chừng là 80.000 đồng BTC họ gửi đó là 52.189 đồng BTC để cho một cái đơn vị thứ ba giúp cho họ trade cái số lượng này thành UST. Tổng cộng nên thì họ đã trade và trả trở về 5.313 đồng BTC trở về ngân khố của Luna Foundation Guard ngày 8 tây tháng 5 và cái số lượng đồng UST mà họ nhận được đó nghĩa là Luna Foundation Guard nhận được là 1,5 tỷ đồng USDT con số rất là lớn luôn đương nhiên họ đổi BTC qua USDT này để tiếp tục hỗ trợ giá của đồng USDT nhưng mà cho đến ngày 10 tháng 5 đó thì chúng ta thấy được lúc đó đồng USDT vẫn không trở về một đô la mà đang ở mức là 75 cent và dựa theo cái hợp đồng của họ đó thì họ đã bắt đầu là tiếp tục có động thái là bán cái phần còn lại của BTC là 33.206 BTC cái mức giá là khoảng 1,1 tỷ UST họ nhận cho về đương nhiên họ tiếp tục bán BTC phần còn lại đó nghĩa là sau cái phần này rồi là hầu như không còn BTC nữa để tiếp tục hỗ trợ giá của đồng UST cái đó đó là các bạn thấy được là ngày 12 tây tháng 5 đó thì họ lại tiếp tục chuyển 883 triệu 525.674 đồng UST trở thành 221 021.746 đồng Luna họ lại lấy một số lượng lớn đồng UST đổi qua thành Luna Tại vì sao? Tại vì họ cần cái số lượng đồng Luna này đó để stake để cho họ quản lý được cái mạng lưới chứ nếu không Bây giờ thời điểm này đó, ngày 12 tháng 5 đó lúc đó giá Luna xuống quá Dẫn đến là nhiều người có thể mua số lượng lớn đồng Luna với cái mức rất là rẻ và có thể dùng cái đó để mà tấn công mạng lưới Tại vì đây là mạng lưới Proof Stake, mạng lưới cổ phần ai có cổ phần nhiều đó thì sẽ có cái quyền lực lớn hơn trên mạng lưới cho nên họ không muốn đỡ xảy ra họ phải là người mà nắm được phần lớn Luna để cho quản lý tình hình ngày 12 tháng 5 sau đó đó thì chúng ta thì được là cho đến bây giờ cái số lượng tiền họ còn lại đó là 313 đồng BTC mà thôi 39.914 đồng BNB 1,9 triệu đồng AVAX 1,8 triệu đồng UST và 222 triệu đồng Luna và trong số lượng này đã hầu hết là 221 triệu rồi họ đang stake để mà hỗ trợ bạn lưới rồi và chúng ta thấy được là đây là cái số lượng tiền mà họ còn lại thì nếu chúng ta tính cái số lượng tiền này thì chúng ta sẽ có thể thấy được là họ chỉ còn nếu như tính luôn đồng USC và đồng Luna đó là 383 triệu thì nghe có vẻ như nhiều nhưng mà các bạn thấy được là 383 triệu so với những gì mà họ đã có đó thấp hơn rất là nhiều hầu hết là họ đã bán hết rồi cho nên có thể nhiều người rất là thất vọng và đương nhiên chúng ta phải trừ ra đồng UST và đồng Luna các bạn đâu thể nào lấy đồng UST và đồng Luna để mà hồi phục giá được cho nên vì lý do đó chúng ta phải trừ ra cái số lượng 245 triệu này và 49 triệu có nghĩa là như là Larry Simard đã tính thì chúng ta thấy trừ hết ra thì trên căn bản đó trong tay của Luna Foundation chỉ còn có 83 triệu mà thôi chứ không phải là 383 triệu tại vì chúng ta phải trừ ra đồng UST và Luna họ đâu thể nào dùng đồng USD và Luna để mà hồi phục giá được họ đâu có thể bán được hai đồng này để mà hỗ trợ giá được và rất rõ ràng cho đến thời sáng này là nhiều người đã nhận ra được là Luna Foundation do thật sự là không có còn cái số lượng tiền nữa để mà có thể là trả cho nhà đầu tư hầu như là nhiều người vẫn hy vọng là có thể là họ không bán hết tại vì tương nhiên rồi họ dùng những cái từ ngữ như là họ cho mượn để đơn vị thứ ba có thể ra những chiến lược để mà hỗ trợ giá cho họ thì nhiều người nghĩ là có thể là họ chưa có bán hết có thể là họ chỉ bán một phần mà thôi tuy là họ di chuyển số lượng này nhưng mà họ có thể chỉ bán một phần mà thôi nhưng mà trên thực tế đó các bạn thấy dựa theo tài liệu từ Luna Foundation do là họ đã bán hầu như tất cả rồi bây giờ chỉ còn có 83 triệu mà thôi các bạn thấy được là sau đó, đó thì Luna Foundation do thì đã đưa ra cái chiến lược của họ là họ muốn lấy cái số lượng tiền còn lại này để làm gì để cho họ có thể trả những người mà đang lưu trữ đồng UST để bồi thường cho họ và họ sẽ trả như thế nào ở trong Twitter đó chúng ta cũng có một người đã đưa ra một cái đề xuất mà được rất nhiều người bây giờ đang ủng hộ đó chính là cái số lượng còn lại đó của UST thì dựa theo Persian Capital đó thì người này nói là chúng ta có thể thấy được là bây giờ trên căn bản là khoảng chừng 256.000 cái địa chỉ ví ở trên Anchor hiện tại và cái số lượng ví mà giàu nhất đó, 1.000 cái ví lớn nhất ở trên Anchor là lưu trữ khoảng chừng 82% của tất cả đồng UST trong số lượng 1 ngàn này đó cái địa chỉ ví mà nghèo nhất trong số lượng thấp 1 ngàn này đó là lưu trữ tới 955 ngàn đồng USD có thể cho thấy được là tuy là tới 256 ngàn cái ví trên Anchor Protocol để mà gửi lấy lãi đó nhưng mà trên căn bản đó là năm tổng cộng là 255 ngàn ví là chúng ta thấy được là con số lượng lưu trữ rất là nhỏ còn lại chỉ 1 ngàn ví là lưu trữ hơn 80% của tất cả cái đồng USD ở trên Anchor nghĩa là gì? thì người này đó không biết một điều mà thường không đồng ý đây là người này không biết lấy đâu ra con số 1,5 tỷ đô la tại vì theo Foundation đâu có 1,5 tỷ đâu, họ bây giờ chỉ còn có mươi mấy triệu mà thôi nhưng mà cái lập luận người này đó thì cũng làm cho nhiều người đồng ý đó chính là thay vì là lấy cái số lượng 87 triệu này đó chia ra 256.000 địa chỉ ví Anchor đó thì đâu còn là bao nhiêu đâu thay vì làm như vậy đó thì chúng ta đã thấy rất rõ ràng là phần lớn là những nhà đầu tư riêng lẻ đó họ thực sự là có số lượng đồng USD rất là thấp và còn những người mà giàu có đó cái top 1000 anchor wallet thì họ lưu trữ nhiều USD thì nếu như mà chúng ta muốn cứu nhiều người hơn đó thì nên dùng cái số lượng tiền còn lại của Luna Foundation Guard để mà trả cho những địa chỉ ví này từ con số thấp nhất lên con số cao nhất có nghĩa là nếu như hết rồi thì thôi nhưng mà ít ra đó thì dựa theo ước tính của Person Capital thì có thể là ước tính thôi nha là khoảng dừng 99,6% của tất cả địa chỉ ví nhỏ sẽ được coi như là hồi phục lại 100% có nghĩa là cái số lượng địa chỉ ví mà bị thiệt thòi ra là những địa chỉ ví cao vôi mà thôi nhưng mà đương nhiên Person Capital nói là chúng ta cần phải bảo vệ nhiều đầu tư riêng lẻ cho nên đây là cái đề nghị được chia sẻ bởi Person Capital cứu 99,6% của địa chỉ ví nhỏ còn những địa chỉ ví lớn đó một ngày địa chỉ ví đó thì còn nhiều chi bao nhiêu chứ nếu như không thì coi như đó là những người mà sẽ bị thiệt hại những nhà đầu tư riêng lẻ thì sẽ không bị thiệt hại trong cái vụ UST này đương nhiên Person Capital chỉ nói tới UST mà thôi không nói tới Luna trong cái đề xuất này của Person Capital đó thì không có cái phần liên quan tới đồng Luna sẽ được giải cứu như thế nào nhưng mà ít ra đó, đề xuất này cũng được rất nhiều người nổi tiếng ủng hộ Các bạn thấy được chúng ta cũng có những người như là bà Thalik Buterin cũng nói là hỗ trợ cái suy nghĩ này của Person Capital đây là một cái đề xuất tốt cho những cái người mà lưu trữ đồng UST những người đầu tư riêng lẻ nhỏ mà đang mất tiền hiện bây giờ thì đây cũng là một cách để mà bồi thường cho họ hợp lý nhất đối với Thalik và chúng ta cũng có một người khác cũng lên tiếng ủng hộ cái đề xuất này của Person Capital đó chính là không ai khác hơn là CZ của Binance thì CZ chia sẻ đó là mới đầu đó thì sàn Binance cũng là một trong những người đầu tư ban đầu của hệ thống Luna này họ bỏ ra là 3 triệu đô và họ nhận được là 15 triệu token Luna và tới lúc đỉnh điểm đó thì có cái phần lợi nhuận là 560 lần đáng giá tới 1,6 tỷ bây giờ đương nhiên thấp hơn rất nhiều rồi và điều đặc biệt đó là đây là địa chỉ ví được chia sẻ với CZ từ khi mà họ nhận được 15 triệu đồng Luna này họ đã dùng để mà stake phần lớn và đã nhận được thêm nó từ cái lợi nhuận staking là thêm 12 triệu đồng USD nữa và cho đến thời điểm bây giờ đó tất cả số tiền này cái số lượng đồng USD và đồng Luna này đó thì họ không có di chuyển có nghĩa là vẫn còn lưu trữ cho tới bây giờ cho nên đó, ngay cả tới bây giờ Binance vẫn chưa di chuyển chưa bán bất cứ một đồng nào và ngay cả là một trong những cái sàn mà có nhiều đồng USD và Luna như vậy đó thì Binance vẫn chấp nhận là hỗ trợ nhà đầu tư riêng lẻ có nghĩa là hỗ trợ cái đề xuất của Person Capital trả những nhà đầu tư từ nhỏ tới lớn cho dù là Binance sẽ không nhận được bất cứ một sự bồi thường nào thì sàn cũng chấp nhận để mà hỗ trợ nhà đầu tư riêng lẻ thì ít ra chúng ta được là hai người này đều hỗ trợ ngay cả Sam Bankman Free cũng hỗ trợ suy nghĩ này của Person Capital nhưng mà đề xuất này đó là một đề xuất mà thôi và không phải là đề xuất của con và thật ra Dogecoin có tới hai đề xuất lần tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái đề xuất mà cách đây 3 ngày chúng ta đã từng nói tới thì nhiều người cho đây đề xuất ban đầu của Dogecoin thì sẽ không có lặp lại nhưng mà à, thiếu đơn giản đó đề xuất này là Dogecoin nói là sẽ reset cái mạng lại với là 1 tỷ đồng Luna sẽ không có đồng USDT và 1 tỷ đồng Luna này là sẽ chia ra như là phần trăm các bạn thấy trên màn hình thì cái đề xuất này hầu như Dogecoin không còn quan tâm đến nữa cho nên sẽ không dành thêm thời gian tôi đã chia sẻ trong video cách đây 2 ngày rồi và nhiều người cho đây là đề xuất ban đầu của Do Kwon, nhưng mà thật ra đề xuất này đã được đề cập tới 5 ngày rồi. Có nghĩa là chúng ta thì được là hai ngày trước khi mà Do Kwon lên tiếng về cái đề xuất này đó thì chúng ta thấy được là đã có một cái đề xuất ở trên uh, Agora Terra Money đó chính là cái đề xuất có tên là Luna Go Forward Proposal 5 ngày trước đây đó, đề xuất này y chang như là đề xuất của Do Kwon, chia sẻ cái tiền 3 ngày có nghĩa là nhiều người cho là đề xuất này của Do Kwon cũng không phải là Do Kwon tự nghĩ ra mà là cái đề xuất mà được đề cập đến hai ngày trước đó rồi do Con chỉ đơn giản là chia sẻ lại mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là có một đề xuất khác nữa đó là một đề xuất mà nó hợp lại hai đề xuất đề xuất của do Con và đề xuất của Person Capital, đó chính là cái đề xuất đó gọi là the Sanders Compromise. Đề xuất này đó là một đề xuất mà hiểu đơn giản đó là họ sẽ có cái phần liên quan đến đề xuất ban đầu của do Con và một phần như là cái đề nghị của Person Capital thì mình chia sẻ với các bạn tại vì cả hai cái đề nghị này đó đề nghị của person capital là coi như là sẽ hỗ trợ những nhà đầu tư ust nhưng mà không có hỗ trợ luna luna thì coi như là không ai hỗ trợ trong cái đề xuất này của person capital đề xuất mà chúng ta thấy và talik và sam bankman free và CZ hỗ trợ còn đề xuất của dogecoin ban đầu cái tay ba ngày hỗ trợ luna nhưng mà không hỗ trợ ust nữa thì cái đề xuất này là hợp lại của cả hai đây là đề xuất đó là cũng được nhiều người nói tới gọi là Sanders Compromise thì đề xuất này nói là trước hết đó, thì cũng giống như là Dogecoin đã đề, đề nghị là sẽ có một cái mạng mới sẽ ho fork ra mạng mới này là có một tỷ token gọi là Terra 2.0 cho dễ hiểu đi sau đó rồi đó cái đề xuất này đã sẽ chia ra như thế nào thì trong đề xuất này đã nói là 20% sẽ chia cho những developers 4% đó sẽ chia sẻ cho những cái người mà giữ Luna ở cái thời điểm mà bắt đầu là giá bị mất đi và 10% còn lại đó là sẽ chia sẻ cho những Lunar Holder mà vẫn giữ tới bây giờ coi như là những người mà trung thành nhất đối với mạng lưới và còn lại 30% đó thì sẽ bán cho những nhà đầu tư mới tại vì sao? Tại vì đó cái số lượng tiền còn lại tám mấy triệu thật sự không có đủ phải cần bán và cần phải có được số lượng tiền là từ 1 cho đến, đến 1,5 tỷ thì mới có thể là trả lợi nhà đầu tư một cách mà nó xứng đáng được và cái số lượng mà bán được từ 30% này đó thì những người mà đang lưu trữ đồng USDT bây giờ họ có sự lựa chọn một là nhận đồng Luna 2.0 hai là họ sẽ nhận lại cái số lượng tiền mình nghĩ là sẽ trả bằng USDT hay gì đó trực tiếp cho họ mà không cần phải bắt buộc họ phải nhận đồng Luna Tại vì cái sự nguy hiểm là họ không thích nữa thì đừng ép buộc họ nếu như không họ cũng bán mà thôi. Thì đây là cái đề nghị hỗn hợp được chia sẻ bởi The Combo Compromise. Và các bạn thấy được là mới đây thôi nó chia sẻ với các bạn tổng cộng này là có 3 đề xuất rồi. Và điều mà các bạn cần nên hiểu đó là tất cả những gì mà chúng ta nghe nói tới bây giờ đã chỉ là đề xuất và đề xuất mà thôi. Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa có bất cứ một cái phương pháp nào là được cộng đồng chấp nhận và bỏ phiếu. Và ngày bỏ phiếu cũng chưa có. Nhưng mà chưa ngừng lại ở đây, chúng ta thấy được là chúng ta lại nhận thêm một thông tin khác nữa cái đây khoảng chừng là vài tiếng đồng hồ đến từ DoCoin lại thêm một đề xuất nữa từ DoCoin và đề xuất này đó khác rất nhiều so với đề xuất cách đây 3 ngày của DoCoin thì để hiểu rõ hơn đó, đề xuất này là như thế nào thì Do Khoan nói là bây giờ đó sẽ half fork ra thêm một cái mạng lưới mới gọi là mạng lưới Luna có cái token name là Luna, cái mạng lưới mới này đó sẽ tồn tại song song với mạng lưới cũ như là khác với là những gì được chia sẻ trước đây của Do Khoan trước đây là nói là chúng ta sẽ bắt đầu là reset lại và chỉ có một mạng lưới Luna mà thôi là một tỷ token lần này đây thì Do Khoan nói không sẽ có một cái half fork ra một cái mạng lưới mới gọi là Luna và mạng lưới này song song với mạng lưới cũ và mạng lưới cũ đó sẽ tiếp tục tồn tại như mạng lưới bây giờ đó nhưng mà sẽ gọi là Luna Classic và token đó là LUNC và cái mạng lưới mới này đó sẽ có tổng là 1 tỷ token không có đồng UST thì cái số lượng một tỷ token này đó sẽ được chia sẻ như thế nào thì cũng khác với là những gì mà Dogecoin chia sẻ trước đây. Cái sự chia sẻ này nó khá là phức tạp như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì tôi chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Thì trước hết là 25% của cái số lượng Luna mới này đó là sẽ được gửi vào cái quỹ của cộng đồng. Cái quỹ này đó là sẽ được bảo quản bởi cộng đồng thường nghĩ là nó sẽ giống như một cái DAO gì đó Mọi người bảo quản và lưu trữ và bỏ phiếu Xem cái quỹ này sẽ được xử lý như thế nào cái đó đó thì một phần trăm sẽ được chia sẻ cho những người developers mà cần thiết trong cái lúc khẩn cấp này có nghĩa là những người mà cần thiết để gây dựng cái mạng lưới Luna mới này để mà half fork tại vì một mình con sẽ không làm được và cái số lương phần trăm này là sẽ không có cái giờ gọi là lock up lock up nghĩa là thời gian các bạn không đụng đến được và không bán được đó các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy cái số lương phần trăm này đương nhiên trả ngay lập tức và những cái developer này là rất cần thiết và quan trọng ngay bây giờ cho nên họ sẽ có cái đồng Luna mới này sớm nhất và có thể là bán được nếu như họ muốn. Còn lại 4% đó thì họ sẽ gửi tới cho những nhà developers, những người mà tạo những cái ứng dụng nhưng mà không phải là cần thiết gấp gáp hiện bây giờ. Nhưng mà cái số lượng 4% này đó đương nhiên dùng để cho kéo những developer tiếp tục ở lại và gây dựng trên mạng lưới Luna mới này sau khi mà họ hard fork xong, có nghĩa là họ chiêu chuỗi xong đó. Nhưng mà ngược lại đây, theo thường hiểu đó là sẽ có một one year clip, có nghĩa là cái số lượng này đó là không được bán trong vòng 1 năm, rồi sau đó đó họ sẽ có cái 4 uh, year vesting có nghĩa là trong vòng 4 năm tới đây đó thì mỗi năm họ sẽ có thể bán một phần cho đến khi nào bán hết 4 năm mà thôi thì có nghĩa là những cái người này đó nhận được Luna mới nhưng mà cũng sẽ không đụng được, không không bán được bị lock lại. Kế đó nữa đó là 35% số lượng lớn nhất trong số này đó là cho những người mà lưu trữ đồng Luna trước khi mà thời điểm bị tấn công, có nghĩa là cái uh, Terra block 7544914 đó, cái snapshot này đã có rồi vào ngày 7 tháng 5 thì cái số lượng này sẽ chia sẻ ra sao. Nếu như mà các bạn là có dưới 1 triệu token Luna ngay thời điểm đó đó ngày 7 tháng 5 thì các bạn sẽ phải có cái số lượng đồng Luna mới. Phân phối cho các bạn nhưng mà các bạn phải bị lóc là một năm như là chơi một năm đó không di chuyển được không bán được và sau đó đó các bạn có thể di chuyển một phần mà thôi và có thể là di chuyển hay là bán trong vòng 2 năm có hai year vesting có hai năm vesting còn nếu các bạn là một cá voi mà có hơn một triệu token luna đó thì các bạn cũng như vậy sẽ một năm đầu tiên là không đụng tới được không di chuyển được không bán được nhưng mà sau đó đó là chỉ bán được một phần mà thôi và phải bán trong vòng 4 năm có nghĩa là 4 năm đó thì mỗi một tháng hay là mỗi một tuần hay là mỗi vài tháng thì cũng không rõ tại vì không nói rõ ở đây thì các bạn nhận được một phần cái này cũng tương tự như là các bạn nào mà tham gia mà hay mua IGO hay là trước đây các bạn tham gia mua ICO cũng đã biết rồi cái cách mà họ trả token là trả từ từ thì ý nghĩa của cái đợt này cũng như vậy là trả từ từ nhưng mà ngược lại đó là các bạn không bán được các bạn bắt buộc là phải giữ và không làm gì được hết và các bạn thấy được là cái đó đó 10% sẽ chia sẻ cho những cái người mà đang lưu trữ lưu này hiện tại cho đến cái lúc mà chúng ta thấy mạng lưới Harvard diễn ra đó chính là ước tính bây giờ là khoảng ngày 27 tháng 5 nhưng mà cái số lượng này đó chỉ 1 phần 10 là các bạn có thể là nhận được ngay lập tức và có thể di chuyển hay bán mà thôi 90% còn lại đó thì các bạn phải lưu trữ trong vòng 2 năm bị lóc lại và bán một phần trong vòng 2 năm đó mà thôi cho đến khi nào hết trong vòng 2 năm còn kế tiếp đó là 25% Cái số lượng này đó là sẽ dùng để mà bồi thường cho những người mà đang lưu trữ đồng UST Ở cái thời điểm là ngày 27 tháng 5 Và đương nhiên cũng tương tự Chỉ có 1 phần 10 của con số này đó là các bạn được sử dụng mà thôi Còn lại bị lóc lại 2 năm Và 2 năm đó họ sẽ từ từ cho các bạn các bạn nghĩ sao về cái đề xuất này? Các bạn thấy được là có một điều đó là tất cả hầu như là chúng ta chỉ thấy được là ngoại trừ là cái quỹ cho cộng đồng hay là những cái uh, developers mà cần thiết cấp bách bây giờ thì mới có thể nhận được token mới mà thôi tất cả những người khác đó thì giống như là họ nhận giấy nợ vậy đó nhận xong rồi cũng không có di chuyển được tại vì các bạn thấy là phần lớn đó là một tới hai năm clip như đây các bạn cần phải bị lóc lại trước khi mà đụng tới bất cứ một đồng nào rồi sau đó cũng không được đụng phần còn lại mà chỉ mỗi một tháng mỗi một vài tháng lấy một phần mà thôi giống như là các bạn trả mà các bạn đi mua IGO hay là ICO trước đây Thật ra đây là lần đầu tiên mà Thuận cảm thấy là có một cái airdrop nó hoạt động như thế này Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Thuận thì cảm thấy là cái đề xuất này đó nó có nhiều cái vấn đề đó với Thuận và bắt buộc người ta phải lóc lại ít nhất một năm hay là hai năm rồi vesting hai năm hay là bốn năm nữa thì rất là lâu đó các bạn coi như là các bạn bị bắt buộc phải ở lại và bắt buộc phải lưu trữ cái token này nó không biết là có sự sinh ra được cái giá trị gì hay là không và có một điều đó là hình như là Dogecoin đang rất là gấp rút Các bạn thấy được là trong cái thuyết này của Dogecoin Thì nói là muốn trong vòng vài tiếng đồng hồ Có thể là tối nay, ngay lập tức tối nay là đã có cái cuộc bỏ phiếu rồi Để mà nhanh chóng đưa ra một quyết định là cộng đồng có ủng hộ hay là không Và kêu gọi à, những cái người mà đang hỗ trợ mạng lưới đó Là đưa ra dấu hiệu là ủng hộ Để có thể nhanh chóng bỏ phiếu thông qua Và Dogecoin hình như là rất gấp rút Muốn cái mạng lưới này đó được hình thành Muốn cái đề xuất này đó thông qua có cái sự hiện diện vào ngày 27 tháng 5 có nghĩa là thứ sáu tuần tới đó có nghĩa là trong vòng khoảng chừng không tới là 10 ngày nữa các bạn thấy được là đây là điều mà được chia sẻ bởi Dogecoin Cái đây gấp rút muốn được cái sự thông qua của cái đề xuất này đây là một đề xuất hoàn toàn mới luôn các bạn thấy được đây là đề xuất mà hoàn toàn khác với lại đề xuất được chia sẻ bởi Dogecoin cách đây 3 ngày hoàn toàn mới luôn và cũng khá là phức tạp nhưng mà điều mà thường không hiểu đây đó nếu như mà lúc nào Ai cũng nói là vì cộng đồng vì cộng đồng nhưng mà thường cảm thấy được nếu như là vì cộng đồng đó thì mới đây thường đã chia sẻ với các bạn ít nhất là bốn cái đề xuất rồi tại sao lại không có để cho cộng đồng tự bỏ phiếu cơ hội thích đề xuất nào mà chỉ nói là đề xuất này đề xuất mà Do Kwon thích nhất và chỉ bỏ phiếu cho đề xuất này mà thôi. Đó là điều mà thường không hiểu ở đây. Nhưng mà đương nhiên thường không phải là một Luna Hodler hay là USD Hodler. Nhưng mà nào mà là Hodler thì hãy comment ở bên dưới các bạn nghĩ sao về cái đề xuất này của Do Kwon. Thôi thì biết của mọi người <laughs> là không có uh, đồng ý lắm Đó chính là CZ CZ đó chỉ comment là SMH Cũng là second my head Cũng là lắc đầu mà thôi Chứ không có nói gì thêm nữa Và đây là cái thuyết cuối cùng của CZ uh, Các bạn thấy là sau đó CZ đã không có đề cập đến nữa <laughs> Rồi lại để cách đây 41 phút nữa Thường mới thấy có thêm uh, một cái uh, thuyết của CZ Giống như là troll vậy Nói là chúng ta lại nghèo nữa rồi <laughs> Rồi có cái hình của Dogecoin bên dưới bài viết từ Fortune Cái thông tin mới nhất mà Thuận muốn uh, chia sẻ với các bạn Và đương nhiên đó, chúng ta cũng đã biết là cái cách làm này đã cũng tương tự như trước đây chúng ta cũng có một cái sự kiện Có thể là nhiều bạn không ở trong thị trường này Cách đây nhiều năm, đó, giống như năm 2016 thì chúng ta cũng đã có cái sự kiện liên quan tới Ethereum và Ethereum Classic Thì cách đây nhiều năm, năm 2006 có một cái ứng dụng tình hình nó khác bây giờ rất là nhiều lúc đó đó là thị trường này rất là nhỏ và có một cái ứng dụng có một cái DAO đó bị tấn công không phải là mạng lưới it bị tấn công mà cái DAO đã bị tấn công giống như là các bạn thấy là một cái mạng lưới giống như là mới đây Axie Infinity bị tấn công gì đó đó là một cái ứng dụng bị tấn công mà thôi nhưng mà đáng tiếc là ứng dụng đó là ứng dụng trên Ethereum và đã bị mất đi rất là nhiều tiền mất đi ra lúc đó là 60 triệu 60 triệu bây giờ các bạn cảm thấy là không có là con số lớn đối với crypto nhưng mà lúc đó đó con số này cực kỳ lớn với crypto luôn và cộng đồng rất là hoang mang và sau đó đó đã bỏ phiếu là một đó là chấp nhận coi như là tiền bị mất đi còn hai đó là sẽ reset lại và ha fork ra một cái trang khác đó chính là Ethereum và cái trang cũ gọi là Ethereum Classic cũng giống như là Luna và Luna Classic gì đó và cuối cùng các bạn thấy được là Ethereum mà chúng ta có ngày hôm nay đó là cái mạng lưới sau này mạng lưới mới hơn còn chúng ta cũng có Ethereum Classic và hai mạng lưới này tồn tại song song cho đến bây giờ và đương nhiên mạng lưới thành công nhất là mạng lưới Ethereum. Nghĩa là Dogecoin cũng lấy cái cảm hứng từ cái sự kiện này năm 2016 và có rất là nhiều những cái người phát triển họ sẽ không có đợi cho Luna ra quyết định đâu. Các bạn thấy được bây giờ cũng đã có nhiều những cái blockchain khác à, như là chúng ta nói tới là blockchain của Polygon hay là Phantom cũng đang kêu gọi những cái ứng dụng qua bên cái mạng lưới của họ để họ hỗ trợ đương nhiên họ cũng nhanh chóng tranh thủ cái thời gian này để mà kéo thêm những dùng mạng lưới của họ từ Luna và cuối cùng đó thằng muốn chia sẻ với các bạn là trong cái sự kiện này đó thì chúng ta đã thấy được là ở nước Anh cũng rất là nhanh chóng muốn đưa ra những cái luật gắt cao hơn để mà quản lý crypto ở Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa có nhiều động tĩnh các bạn đã thấy được là hầu như Hoa Kỳ thì đang muốn xem xét như thế nào tại vì ít nhiều gì đó thì những đồ ổn định là những đồng mà phát triển cái sức mạnh của đồng đô la lên trên toàn thế giới và nhất là thế giới web 3, thế giới của crypto cho nên uh, Hoa Kỳ cũng không có gì mà gấp rút muốn cấm tiền kỹ thuật số đâu. Mới đây các bạn cũng đã nghe nói tới là ngay cả bộ trưởng bộ trưởng của Hoa Kỳ cũng đã nói là cũng không có nghĩa là cần phải cấm tiền kỹ thuật số chỉ cần là tiền kỹ thuật số hoạt động theo tiêu chí của bộ trưởng bộ chính là ok. Để đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn đầu tuần ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô link của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi Đi gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.